Tổng thống Bắc Argentina Mauricio Macri tuần qua đã công bố một lệnh ân xá thuế nhằm khuyến khích người dân công bố những khoản thu nhập dấu giếm lên đến hàng tỷ đô la trong nỗ lực tăng thu nhập chính phủ và thu hút đồng đô la cho nền kinh tế đang eo ụt của mình. Kế hoạch ân xá thuế của chính phủ Argentina nếu được quốc hội thông qua thì sẽ có hiệu lực vào tháng 12 tới, hứa hẹn sẽ ngăn chặn được lạm phát tăng cao và thâm hụt thuế tại quốc gia Nam Mỹ này. Tôi muốn nói rằng có nhiều người dân Argentina đang có hàng tỷ đô la ở nước ngoài, họ phải chuyển đi vì họ không tin vào nhà nước. Và tôi muốn nói rằng chính phủ cần họ ở sự hợp tác nhằm đưa Argentina bước vào một giai đoạn mới. Chúng tôi muốn khuyến khích mọi người công khai thu nhập của mình, đưa những khoản vốn ở nước ngoài trở về và thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế như OECD, Liên hiệp quốc hay World Bank. Cùng với ân xá thuế, tổng thống Argentina cũng đã cắt giảm hàng ngàn việc làm tại các cơ quan nhà nước, thả nổi đồng peso và cắt giảm định mức xuất khẩu nông nghiệp. Những động thái này đã nhận được sự hưởng ứng từ phía các nhà đầu tư và nông dân. Theo chương trình ân xá thuế, Argentina dự kiến sẽ giảm từ 10 đến 15% thuế đối với các khoản tiền được công khai, tùy thuộc vào việc những khoản tiền đó đã được giữ bao lâu và sinh lợi như thế nào. Khoản tiền được chuyển về nước có thể giúp trả các khoản vay dài hạn hay hỗ trợ tăng các khoản thu trí.